Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Hôm nay Hướng Mai giới thiệu với quý khách một bộ bàn ăn gỗ gõ đỏ vô cùng là đẹp, rất là tuyệt vời, chắc chắn, dày dặn, cẩn thận. Và đây là một bộ bàn ăn đấy với 10 ghế, một bàn. Bàn của bộ này là 2m17, rộng 1m07. Nếu như nhà quý khách mà có chỗ kê thoải mái thì đây là một bộ rất là đẹp, tầm 20m2 trở lên. Và cái kiểu này là một trong những cái kiểu đơn giản nhất, đơn giản hiện đại. Khi mà đặt để trong ngôi nhà thì quý khách sẽ dễ lau chùi, ăn thì dễ khuân vác bê bởi vì nó không có nặng quá, và lau chùi thì nó rất là dễ dàng, nó sẽ hợp với những phong cách tối giản của những gia đình mà theo phong cách đơn giản như là của Nhật chẳng hạn, hoặc là những cái nhà mà làm theo kiểu vuông vắn thẳng phẳng, thì đây là một trong những cái bộ bàn ăn vô cùng là hiện đại, dễ lau chùi, dễ sử dụng, dễ đẹp. Và khi mà đặt để trong ngôi nhà thì quý khách sẽ rất là hài lòng với những cái sự tiện lợi của nó. Nó chính là một cái sự tối giản, không có cầu kỳ, không có cẩn thận, không có đục đẽo nhiều, mà đơn giản chân chu. Lau chùi thì dễ dàng, phất quét thì gọn gàng, và nó rất là tiện nghi. Để ngồi thì thoải mái, cái dáng ngồi của nó rất là thoải mái, rất là đẹp. Nhưng mà khi mà mình lau chùi thì quá là dễ dàng. Những người mà thích đơn giản, thích những cái gì đấy trơn tru, không có cầu kỳ nhiều, không có đục đẽo nhiều, thì đây là một trong những cái bộ mà Hướng Mai nghĩ là vô cùng là VIP để quý khách nghĩ là mua sắm cho ngôi nhà của mình. Và kích thước thì quý khách có thể kê được khoảng tầm 20m2 hoặc từ 15m2 trở lên là được, bởi vì cái kiểu này nó đơn giản cho nên là nó không cần cầu kỳ, những cái nhà rất là to rộng mới có thể kê được. Nếu mà nhà to rộng thì kê thì nó sẽ thoáng, còn nếu mà nhà mình không có to rộng nhưng mà vẫn có thể kê được bộ này, bởi vì cái diện tích của nó trông vậy nhưng mà nó lại rất là gọn nhẹ. Ghế cũng thế, sách nó không có nặng, các cái ghế khác nó rất là nặng nhưng mà ghế này thì nó vừa vừa, nó không nặng lắm. Hôm nay với một bộ bàn ăn bằng gỗ gõ đỏ, 10 ghế, một bàn, Hướng Mai xin được giới thiệu với toàn thể gia đình quý khách. Nếu như mà thuận duyên hoặc phù hợp với nhà của mình, mời quý khách hãy đến showroom Hướng Mai Center, số 1 Đồng Kỵ, và đây là tầng 3. Chọn lựa các cái sản phẩm của mình phù hợp, quý khách sẽ mua về trong ngôi nhà của mình. Hướng Mai xin được gửi lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, thuận lợi, bình an, hạnh phúc, thành công. Và bất cứ khi nào muốn mua các cái sản phẩm đồ gỗ Đồng Kỵ, không chỉ là bàn ăn mà có thể là bàn ghế, tranh tượng, kệ tivi, đồng hồ, bàn thờ và giường tủ, thì hãy đến từng tầng của Hướng Mai. Chẳng hạn như là tầng 9 thì có bàn thờ, tầng 8 có các bộ trắc, tầng 7 có các bộ bàn ghế gỗ mun, tầng 6 có rất là nhiều các giường tủ, tầng 5 thì các bộ Louis, tầng 4 thì các bộ Minh Quốc, và tầng 3 là đây thì có rất nhiều bàn ăn, tầng 2 thì các bộ Như Ý, và tầng 1 thì thập cẩm các loại, từ tranh tượng trở đi, các pho tượng, kể cả là tượng Phật tổ cũng có rất là nhiều. Hướng Mai xin được giới thiệu cũng là được gửi lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn gặp được 5 điều chúc của Đức Phật là sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin chào.